Hi, chào mừng tất cả các anh chị đã quay trở lại với Sinh Giàn Channel. Trong video này, mình sẽ hướng dẫn các bạn cách tạo một cái kênh YouTube chuyên nghiệp từ A đến Z trên điện thoại. Các bạn ạ, ai cũng có một cái điện thoại cảm ứng. Nhưng tại sao chúng ta không tạo những cái kênh YouTube, những cái video chia sẻ hàng ngày về cuộc sống đời thường, hay là chúng ta làm những cái video marketing để up lên trên YouTube, đúng không ạ? Ok, thì để bắt đầu làm cái kênh YouTube thì các bạn phải các bạn chắc chắn là phải có một cái điện thoại cảm ứng nhé. Thì video này thì sẽ là cho những cái bạn mà mới bắt đầu, hoàn toàn cho những bạn mà mới bắt đầu làm chưa biết gì về YouTube luôn. Thì đầu tiên các bạn mở cái điện thoại lên này, các bạn thấy đây có cái chỗ có cái app hay là cái ứng dụng có tên là YouTube này. Mình nghĩ là YouTube thì ai cũng biết rồi, ai cũng dùng để xem video, xem tin tức, rồi xem video là mọi thứ ở đây. Thì khi mà các bạn mở lên như này, các bạn nhấn vào chỗ YouTube này, các bạn nhấn vào YouTube này. Khi mà nó mở đến chỗ này thì các bạn xem có cái chỗ góc phải này có một cái logo hay là một cái gọi là cái hình ảnh bé bé ở đây. Thì nếu mà bạn nào đã đăng nhập vào đây thì nó sẽ có, còn bạn nào mà chưa đăng nhập vào thì nó sẽ yêu cầu bạn đăng nhập. Thì chỗ này nó sẽ có một cái tên gọi là đăng nhập nha. Thì đây mình đã đăng nhập vào rồi thì mình nhấn vào đây. Đó, khi đến đây thì các bạn nhấn vào cái chỗ có cái tên này này. Bởi vì mình chia sẻ các bạn một chút như này. Mình biết là khi các bạn mới bắt đầu, khi các bạn mua một cái điện thoại ấy, thì bình thường là các bạn không có một cái email, thì người ta sẽ nhập đại một cái email nào đó của người ta vào đấy, thì các bạn sẽ không nhớ mật khẩu của cái email đó. Thì bằng như thế thì rất là khó để sau này các bạn chuyển máy từ máy này sang máy khác thì rất là khó. Ví dụ máy của các bạn mất đi, các bạn muốn chuyển ra cái máy khác thì các bạn muốn dùng cái tài khoản cũ thì như thế thì rất là khó, bởi vì các bạn không có cái mật khẩu của đó. Đó, thì đây là mình sẽ hướng dẫn các bạn làm từ A đến Z, tạo những cái email sẵn để các bạn nhớ cái email đó, mật khẩu đó, để sau này ví dụ cái điện thoại này các bạn mất rồi thì các bạn vẫn dùng cái tài khoản đó để quản lý cái kênh YouTube của các bạn nhé. Ok, thì các bạn nhấn vào cái chỗ tên này này. Bạn nào nhớ là bạn nào mà chưa có kênh YouTube thì nó sẽ có chỗ đăng nhập nha. Ở đây nếu mà bạn nào đã có rất là nhiều kênh đăng nhập sẵn rồi thì nó sẽ như thế này, như của mình. Còn bạn nào mà chưa có thì nó sẽ không như này đâu, hoặc là bạn nào chỉ có một cái thì nó chỉ xuất hiện một cái thôi nha. Đây, các bạn nhấn vào cái chỗ dấu cộng này. Và nhấn vào cái chỗ dấu cộng nha. Ok. Ok, khi nhấn vào dấu cộng thì nó phải có một cái mật khẩu. Cái mật khẩu này chính là cái mật khẩu khóa máy của các bạn nha. Các bạn nhập vào. Sau bạn đợi một lúc. Ok, khi đến chỗ này thì nó đòi hỏi một cái email. Thì bạn nào đã có email thì các bạn điền vào đây. Còn nếu mà bạn nào chưa có thì các bạn tạo sẵn. Mình khuyên là các bạn tạo mới hoàn toàn luôn nha. Đây, các bạn nhấn vào cái chỗ tạo tài khoản này. Đó, khi đây nó sẽ có hai cái lựa chọn. Thì các bạn chọn cái đầu tiên là cho bản thân tôi nhé. Thì nếu mà ở dưới thì cho doanh nghiệp. Các bạn chọn vào cái đầu tiên. Ok, khi đến đây thì các bạn cho họ tên là được. Đây. Đó, tên này. Ok, khi ok rồi các bạn nhấn vào tiếp theo. Ok, khi đến đây bạn nhập ngày tháng năm sinh của mình vào đây. Ví dụ ngày của mình số năm này. Nhớ ở đây là cái năm này rất là quan trọng. Nếu bạn nào ở dưới 18 tuổi thì người ta sẽ không cho các bạn dùng YouTube nhé. Thì các bạn phải nhập thế nào để cho cái năm của mình trên 18 tuổi đi. Các bạn cứ nhập từ khoảng 1990 đến 1997 đó thì nó sẽ được phép sử dụng nha. Thế thì các bạn sẽ đủ tuổi. Còn nếu bạn nào mà nhập tuổi rồi đấy thì chắc chắn là không dùng được nha. Đó, thì đây các bạn cứ cho 1990, 1997 gì đấy nha, khoảng đấy. Ok, khi xong các bạn chỗ này có chỗ giới tính thì bạn nhấn vào cái chỗ này, có cái chỗ giới tính này thì bạn chọn, nếu mà bạn là nữ thì chọn là nữ, bạn là nam thì chọn là nam. Đây mình sẽ chọn là nam. Đó, bạn nào BD thì bạn chọn BD nha. Ok,
Okay, khi đến chỗ này thì nó sẽ cho mình, nó sẽ giới thiệu cho mình ba ba cái lựa chọn đây. Thứ nhất là nó sẽ giới thiệu cho hai cái email rồi thì các bạn có thể chọn. Còn nếu mà các bạn không chọn thì các bạn chọn ở dưới cái phần là tạo địa chỉ email của riêng bạn này. Mình khuyên là các bạn nên chọn cái lựa chọn này nha, bởi vì các bạn khi mà các bạn vào đó các bạn tạo thì các bạn sẽ nhớ, còn các bạn chọn trên thì khả năng các bạn không nhớ nha. Mình chọn ở dưới này. Chỗ này thì là email, các bạn điền vào các bạn muốn email của mình như thế nào. Thì nhớ là chỗ này có khi là nếu mà các bạn chọn vào đó thì nhiều khi là các bạn không có cái email đó, bởi vì người ta đã dùng rồi thì các bạn phải chọn cái tên khác nha. Đấy. Đó, mình sẽ thử xin rằng Sapa nha. Nhấn tiếp theo. Ok, xin rằng Sapa mình đã dùng được. Bạn nào mà chưa bạn nào mà nhập vào đó nó xuất hiện đỏ thì các bạn phải nhập lại tên khác cho nó đúng nha. Nhưng mà nhớ là các bạn phải nhớ cái tên đó, cái email đó nha. Đây, mật khẩu này, các bạn cho nhập mật khẩu vào đây. Mật khẩu là nhớ là phải có chữ này cộng với số nha. Chữ cộng số nha. Cái ở dưới này thì các bạn nhập đúng như cái trên nha, đừng có sai một chữ nào nha. Ok, nếu mà bạn nào muốn xem cái mật khẩu mình đúng chưa thì các bạn nhấn một cái chỗ mát này, có một cái mát ở đây. Đó, sau đó nhấn tiếp theo. Ok, khi nhấn tiếp theo thì nó sẽ xuất hiện cái này. Các bạn lôi xuống, các bạn nhấn vào chỗ đồng ý, tôi đồng ý này. Ok, khi nhấn vào tôi đồng ý thì nó ra chỗ này. Các bạn thấy đây trên là cái địa chỉ email của các bạn. Xin giảng Sapa. Đó, đây là email của mình, còn của bạn sẽ là cái gì đó đấy nha. Nhớ cái này nha, nhớ đó. Xin giảng chứng Gmail gì đây. Nhấn tiếp theo này. Ok, khi đến chỗ này, các bạn lôi xuống và nhấn vào tôi đồng ý. Ok, các bạn đợi một lát sau thì nó đang load này. Ok, nó đang load, nó đang qua lại chỗ YouTube rồi nha. Ok, khi đây qua lại chỗ YouTube thì các bạn không thấy là đi đâu rồi đúng không ạ? Các bạn không thấy là kênh của bạn. Nếu mà bạn nào dùng một hai cái thì kênh của bạn nó sẽ nằm ngay đây. Còn bạn nào dùng nhiều cái thì nó sẽ nằm dưới cuối này nha. Các bạn lưu xuống tí ở cuối ấy. Đó, các bạn thấy không ạ? Xin dàn Sapa. Các bạn thấy không ạ? Xin rằng Sapa ở dưới cuối này này. Sau đó bạn nhấn vào cái chỗ này thì nó sẽ chọn kênh YouTube của bạn nha. Ok. Đó, khi này thì đã chọn được YouTube của bạn rồi nha. Ok rồi. Ok, đây thì các bạn đã có kênh YouTube rồi nha. Đây là kênh YouTube của bạn nha. Sau đó các bạn có thể xem này. Xem YouTube, ví dụ các bạn xem YouTube này, đây là mình xem của người ta. Chẳng hạn. Đó. Ok, thế là các bạn đã tạo được một kênh. Thì làm thế nào để đăng video lên đúng không ạ? Thì các bạn nhấn qua lại này. Đây, nhấn qua lại. Ok, thì bình thường nhé. Bình thường thì các bạn sẽ có một cái góc ở giữa cái chuông này. Thì nó sẽ có một cái gọi là đăng video lên. Còn bây giờ mình đoán là YouTube vừa mới update một cái phiên bản mới hoàn toàn, nên cái đăng video nó sẽ nằm ở dưới cuối này nha. Đó, cái này là update cực kỳ mới, mình nghĩ là hôm nay hoặc là hôm qua gì đấy thôi. Đó, bạn nhấn vào cái chỗ dấu cộng ở dưới cuối này. Đó, thì nó đã bắt đầu xuất hiện những cái video trong điện thoại các bạn. Nếu mà bạn nào muốn ghi luôn, ví dụ như các bạn nào thấy cảnh đẹp thì các bạn nhớ vào cái chỗ ghi ghi này, nó sẽ thu trực tiếp và nó các bạn có thể đăng trực tiếp lên YouTube nha. Còn bạn nào muốn phát trực tiếp để người ta thấy gì đấy thì người ta bình luận giống như là Facebook phát trực tiếp đó, thì các bạn nhấn vào cái lựa chọn thứ hai có chỗ phát trực tiếp này nha. Còn bạn nào mà đang muốn đăng những cái video mà mình đã có sẵn ở trong điện thoại thì chọn ở trong này nhé. Đây thì mình sẽ chọn một cái video nào đó, ví dụ như là mình sẽ chọn video này nha. Ok.
Ok, thì lần đầu tiên các bạn nhấn chọn vào đây thì nó sẽ xuất hiện có cái chỗ tên này này. Thì đây thì có nghĩa là người ta muốn hỏi xem kênh của bạn, bạn muốn đặt tên như thế nào. Thì đây nhớ là các bạn phải đặt một cái tên giống như là ý các bạn nha. Đây thì mình đây là nó xuất hiện cái tên của mình. Bây giờ mình phải xóa đi, mình sẽ tạo cái tên mà giống như ý của mình. Rồi, ví dụ như ví dụ như tên đây thì các bạn có thể là cuộc sống Ý hoặc là cuộc sống Việt Nam hoặc là cái gì đó. Thì đây mình sẽ chọn một cái tên loại gì đấy. Ví dụ như là đó, mình chọn là cuộc sống Tây Bắc nha. Còn các bạn thì sẽ là cái gì đó tùy các bạn chọn nha. Khi mà ok rồi thì các bạn nhấn vào chỗ xong này này. Khi nhấn xong các bạn nhấn vào chỗ tạo kênh. Ok, các bạn thấy không ạ? Thì khi mà các bạn nhấn vào cuộc sống Tây Bắc thì ngay lập tức cái kênh của các bạn đây có cái email ở dưới, có cái trên thì kênh YouTube của bạn đã chuyển đổi rồi nha. Đây là lần đầu tiên các bạn tải video lên nên nó báo thế nha. Thì các bạn chuyển luôn đấy rất là tiện nha. Ok, tiêu đề ở đây thì các bạn sẽ đặt cái gì đó. Đây thì mình cái video này thì nó sẽ như thế này. Ok, để mình giới thiệu cho các bạn một chút chỗ này này. Đây ví dụ như các bạn có thể xem này. Đó, các bạn có thể xem này. Sau đó các bạn cần ví dụ các bạn muốn cắt đâu đó chẳng, ví dụ như là cái ở đầu không tốt thì các bạn muốn kéo xuống cắt một đoạn nào đó, các bạn ở cuối không tốt các bạn cắt một đoạn nào đó thì các bạn hoàn toàn có thể làm được nha. Đây là mình đang quay 15 giây rồi. Ok, đó. Thứ hai là ví dụ các bạn muốn sửa màu mè cái gì đó thì các bạn nhấn vào cái chỗ có một cái gậy bên này nha. Đó, ví dụ như là các bạn có thể chọn màu này. Đó, ví dụ điện thoại các bạn mà quay không tốt thì các bạn có thể chọn màu này, nó sẽ giúp mình tối ưu những cái màu ở trong cái video của mình nha. Đó, điện thoại các bạn không quay được tốt thì các bạn có thể chọn màu nó sẽ tốt hơn nhá. Ok, chủ yếu nó chỉ có như thế. Tiếp theo ở dưới này là cái tiêu đề. Tiêu đề này chính là cái tiêu đề video các bạn nha. Cái tiêu đề video này các bạn có thể cho này, ví dụ như là nấu. Đó, mình sẽ viết là cách nấu thịt trâu của người Mông nè. Ok, có cái chỗ mô tả này thì các bạn phải mô tả thế nào cho nó dài một chút nha. Trâu gì đấy thì các bạn phải viết dài hơn một chút, mình viết tạm thời như này nha. Dưới chỗ này có chỗ quyền riêng tư này thì có ba cái lựa chọn. Thứ nhất là công khai. Công khai có nghĩa là khi các bạn đăng lên trên đó thì ai cũng có thể xem nha. Còn bạn nào mà chọn không công khai thì có nghĩa là chỉ có bạn thân bạn mới có thể xem nha. Hoặc là bạn chọn riêng tư thì chỉ có bạn mới có thể xem nữa rồi. Thì đây thì mình sẽ chọn công khai luôn nha. Ok, với chỗ vị trí này thì mình khuyên là các bạn nên chọn nha, chỗ vị trí. Chỗ này rất là ồn nha, mình ở đây. Ok, có chỗ vị trí này các bạn nhấn vào vị trí này. Thì chỗ này thì mình khuyên là các bạn nên chọn nha. Như là vị trí cho phép này. Mình ở đó, mình ở trekking Tour Sapa nha. Đó. Ok, khi ok rồi. Khi mà các bạn cảm thấy ok mọi thứ đầy đủ rồi nha thì bạn nhấn vào cái chỗ trên này có chỗ tải biểu mẫu lên này. Nhấn vào chỗ tải biểu mẫu lên này. Ok, thế là video của các bạn đang bắt đầu lên nha. Đó, nó đang lên rất là nhanh. Tùy tùy theo video của các bạn thì nó sẽ đẩy lên trên YouTube như thế nào nha. Ví dụ các bạn quay video ngắn thì nó sẽ đẩy lên rất là nhanh, bạn nào quay video dài thì nó sẽ rất là chậm nha. Ok, khi các bạn đang xong thì các bạn có thể nhấn xem này. Đó, cho xem này, đó, đây nha. Các bạn có thể like này. Đó, đây các bạn có thể like nha. Ok. Ok. Nếu mà xem kênh như nào thì các bạn vào đây, các bạn vào trang chủ này. Ví dụ các bạn muốn xem kênh của bạn như thế nào thì các bạn nhấn vào chỗ kênh này. Các bạn nhấn vào cái chỗ mắt này. Sau đó nhấn vào chỗ kênh của bạn này.
Đó thì đây chính là kênh của các bạn nha. Đó, các bạn vừa đăng 4 phút trước này. Thì chỗ này nếu mà các bạn muốn chỉnh sửa kênh của các bạn thì làm như sau. Các bạn nhấn vào chỗ cài đặt này này. Sau đó ví dụ như tên của các bạn đang bị sai, các bạn không muốn cái tên này thì các bạn nhấn vào cái chỗ dấu, các bạn nhấn vào cái chỗ bút này này. Đó, nhấn vào cái chỗ bút này để thay đổi cái tên của các bạn nha. Thì các bạn có thể viết cái gì đó nếu mà các bạn viết sai. Còn thêm mô tả nha, mình khuyên là các bạn này các bạn nên cho mô tả nha. Chỗ này mô tả ví dụ như là mô tả chỗ này ví dụ như là đó, ví dụ các bạn mô tả ấy, các bạn phải mô tả dài nha. Còn bây đây là mình làm ví dụ nên mình sẽ mô tả ngắn như này. Khi mà ok rồi các bạn nhấn vào chỗ ok này để lưu. Đó, các bạn thấy chỗ mô tả này có chưa? Ok rồi. Đó, những cái chỗ quyền riêng tư này, chỗ này mặc định là các bạn để nguyên đó. Ok nha. Tiếp theo có chỗ tên này. Ok, chỗ này thì không sửa được tên nha. Thì các bạn làm một bước như sau. Các bạn nhấn vào chỗ qua lại này. Ok, khi nhấn qua lại thì các bạn vào cái chỗ này, qua lại tiếp này. Đó, qua lại tiếp các bạn thấy chỗ này, các bạn thấy cái chỗ chữ ở trên này này. Các bạn nhấn vào cái chỗ này này. Sau đó các bạn nhấn vào chỗ quản lý tài khoản của Google này, quản lý tài khoản Google này. Đó thì nó chuyển đến tài khoản Google để các bạn thay một cái ảnh đại diện cho cái kênh của các bạn nha. Ok, các bạn thấy đây là kênh của các bạn này. Các bạn nhấn vào chỗ mắt này này. Các bạn nhấn thẳng vào cái chỗ này luôn để chọn một cái ảnh đại diện cho kênh YouTube của các bạn nha. Đó, các bạn nhấn vào đặt ảnh hồ sơ này. Đó, sau đó các bạn có thể chụp trực tiếp này. Nếu mà các bạn muốn chụp trực tiếp các bạn thì các bạn có thể chọn như này nha. Còn bạn nào không muốn chụp trực tiếp thì các bạn có thể là chọn ảnh nha, chọn ảnh trong điện thoại bạn nha. Ok, thì bạn nhấn vào chỗ chọn ảnh này, mình nhấn vào chỗ chọn ảnh này, những cái ảnh trong cái album của mình này. Ok, mình sẽ ok mình chọn cái ảnh này nha, mình chọn ảnh này này. Đó, mình thấy ảnh này ok thì các bạn có thể là cho lên xuống thế nào tùy thích. Đây, mình nghĩ là như này. Đó, sau đó mình nhấn vào chấp nhận này. Đó thì nó đang lưu nha. Ok, thì nó đang lưu, nó đã update, một lát sau thì nó sẽ xuất hiện ở trên này nha. Đó. Đấy. Thì bây giờ là mình đã up lên trên đó thì nó chưa xuất hiện nha. Ok. Khi ok rồi các bạn qua lại nha. Qua lại này. Đó, nhớ là mình vừa mới cho lên trên nên các bạn không tìm chưa thấy cái ảnh vội nha. Đó, đây, đây các bạn qua lại đây, các bạn thấy không ạ? Có một cái ảnh ở đây rồi nha. Đó, đây là một cái kênh của các bạn á. Kênh này rất là ok rồi nha. Ok, thì câu hỏi là ví dụ như các bạn đăng một cái video lên đó thì video của các bạn đang bị sai tiêu đề hoặc là đang mô tả mà các bạn chưa thấy hợp lý thì làm thế nào các bạn sửa đúng không ạ? Thì đây có rất là nhiều cách nhưng mà cách dễ nhất thì làm như sau. Thì các bạn qua lại này các bạn. Ok, để sửa được cái đó thì các bạn nhấn vào chỗ này. Sau đó các bạn đến chỗ này, các bạn chuyển xuống dưới này, các bạn thấy cái chỗ có cái chỗ mà tên là YouTube YouTube Studio này, click vào chỗ YouTube Studio này. Sau đó nó sẽ đưa các bạn tải một cái app về, cái app này có tên là YouTube Studio nha. Các bạn nhấn vào chỗ cài đặt. Đó thì các bạn phải cài đặt cái này vào thì các bạn mới sửa được cái video của các bạn. Ok, khi cài đặt xong các bạn nhấn vào mở. Ok, khi mở đến thì đến chỗ này các bạn nhấn vào chỗ bắt đầu này. Ok, khi các bạn nhấn bắt đầu thì nó sẽ đến cái trang này. Khi đến trang này thì ví dụ các bạn có nhiều trang, nhiều cái kênh ấy, thì nó sẽ tự động đăng nhiều cái kênh sáng trong cái điện thoại các bạn. Còn nếu bạn nào chưa có thì nó sẽ không chưa đăng nhập nha. Đây là cái kênh cũ của mình đã đăng nhập sáng vào đây rồi. Thì bây giờ các bạn phải đăng nhập đúng cái kênh của các bạn. Các bạn nhấn vào cái chỗ logo này. Sau đó chọn cái mũi tên xuống này, click cái đó. Sau đó lưu xuống chỗ này, chọn đúng cái kênh của các bạn. Nhấn vào kênh này, kênh của mình này. Ok, các bạn thấy không ạ? Thấy cái kênh của mình, thấy cái ảnh của mình đây rồi đúng không ạ? Sau đó các bạn chọn cái video của các bạn này, chọn cái video này, nhấn vào chỗ video này. Các bạn thấy không ạ?
chỗ này này, các bạn thấy có cái bút ở trên này, nhấn vào cái bút. Đây. Đây, nhấn vào cái bút này. Đây, khi nhấn vào cái bút thì chỗ này các bạn click cái tiêu đề này, các bạn có thể sửa tiêu đề nhá, thêm cái gì đó hoặc là bớt cái gì đó thì các bạn có thể tùy, nếu mà sai, còn đây là mình tiêu đề của mình đúng rồi thì mình sẽ không sửa nữa. Đây chỗ mô tả này, các bạn click vào đó thì các bạn có thể viết mô tả gì đó này, các bạn có thể cho link Facebook hoặc gì đấy, Facebook vào đây, các bạn có thể cho Facebook vào đây, link Facebook vào đây, link YouTube vào đây để người ta đăng ký tiếp nha. Đó, nhấn qua lại này, khi viết xong thì qua lại nha. Rồi là có chỗ công khai này, đó có chỗ công khai và không công khai này, giống như cái vừa nãy mình hướng dẫn ấy. Thì nếu mà bạn nào chọn không công khai thì không có ai xem cả, chỉ có bạn mới xem được thôi. Còn riêng tư ấy, thì riêng tư thì chỉ có bạn xem được. Trên này không công khai là nếu mà bạn chia sẻ cái link cho người ta thì người ta sẽ xem được, còn bạn không chia sẻ cái link cho người ta thì người ta không sẽ không xem được nha. Đây, mình nhấn vào hủy này. Sau đó thêm vào danh sách phát này. Chỗ danh sách phát này ấy, thì rất là quan trọng. Nếu mà sau này các bạn làm nhiều video thì các bạn nên có danh sách nha. Còn đây là video kênh mới nên mình sẽ không tạo danh sách, chỗ này sẽ không có nha. Mình qua lại này. Ok. Đây chỗ tiêu đề này, chỗ tiêu đề thẻ này, chỗ này chỗ thẻ này rất quan trọng nha. Các bạn chỗ thẻ này thì các bạn phải chọn đúng cái thẻ, những cái chữ chỗ tiêu đề này, các bạn cái chữ của các bạn phải giống như cái tiêu đề ở trên nha. À, ví dụ như là mình, cái video của mình là cách nấu thịt trâu của người Mông này, thì mình viết là cách. Ok, đến chỗ thẻ này thì rất quan trọng nha. Chỗ thẻ này rất quan trọng nha. Đây thì chỗ thẻ này, thì ví dụ như video các bạn là cách nấu thịt trâu của người Mông này, thì tiêu đề các bạn phải là cái thẻ của các bạn phải là cái những cái mà liên quan đến cái từ khóa này nha. Đấy, ví dụ như là cách nấu thịt thịt trâu của người Mông này. Enter này. Đó, khi các bạn viết xong một cái thì các bạn nhấn Enter nha. Sau các bạn viết tiếp này. Nhớ là cái thẻ này là nó cho phép các bạn viết 500 từ nha. 500 từ thẻ nha. Đó. Các bạn viết xong các bạn nhấn Enter xuống là được. Như cái mũi tên bên này này. Ok, các bạn có thể chọn rất là nhiều thẻ nha. Đây thì mình sẽ chọn một cái số thẻ như này. Đó. Ok, khi xong rồi các bạn nhấn vào lưu. Ok, khi mà lưu xong thì các bạn vào xe này, các bạn thấy có cái chỗ icon bé bé ở trên này, có YouTube trên này, các bạn nhấn vào đây thì nó sẽ bay thẳng vào YouTube này. Đó. Ok, thế là mình đã hướng dẫn các bạn sửa rồi nha. Các bạn nhấn vào kênh này, nó sẽ bay vào kênh này. Ok, đã có 7 lượt xem nha. Ok, thế là mình đã hướng dẫn các bạn tạo cái kênh channel chuyên nghiệp từ A đến Z trên điện thoại rồi. Mình hy vọng là các bạn đã học được. Ok.
cái video này thì hoàn toàn các bạn sẽ làm được một cái kênh YouTube như thế này. Mình cảm ơn các bạn đã xem video này. Nếu bạn nào mới đến trên channel của mình thì hãy giúp mình đăng ký nhé. Thì đăng ký để mình sẽ làm nhiều cái video về hướng dẫn làm YouTube này, làm website này, với nhiều cái nữa. Thì các bạn nhớ là đăng ký cái kênh của mình để không bỏ lỡ cái video nào nha. Mình xin chào các bạn và gặp các bạn trong video tiếp theo. Bye bye.